không chị, tại vì tôi đi sửa soạn đi làm là 4 giờ rồi, 4 giờ rồi cái tôi nghe anh chồng điện về là cho anh Diễm á, nói là anh Diễm nó mất rồi, nó bị cháy chết hết rồi, bây giờ chú với thím là để cho tôi mượn cái nhà đặng mà tôi chở nó về. Rồi mới nói ừ thì giờ chuyện xui rủi gì thôi thì trở về, hỏi là trở về luôn hả gì, ảnh bây giờ tôi đang trên đường ảnh tôi chở xác nó về. Nhưng mà thật sự là bị gì cháy, nó cháy nhiều quá người ta nhìn không ra. Rồi thành ra mới đợi xét nghiệm ADN gì đó tôi cũng không biết. À, cũng như là Diễm thì bị cháy đen hết rồi hả? Cháy đen hết. Lúc không, mà gia đình mình ra được. Mình nhận dạng là không nhìn mặt được, không nhìn thấy luôn như thế nào luôn. Dạ. Tại vì nghe nói là mấy thằng anh bà con đó gửi hình qua cho bên pháp y đó, người ta đặng cho người ta nhận dạng đó, mà dạ. Gửi hình nó cháy nhiều quá người ta không có nhận dạng được. Dạ. Lúc ở trong đó là có mấy anh em trong đó của bé Diễm không vậy chị? Không, nó đi mần không ai biết. À, có một mình bé nó ở đó thôi. Chỉ có mình nó mần, cha mẹ nó còn không biết nó đi làm nữa mà. Dạ. Cháu nó vô đó nó làm lén vậy ha. Nó đi làm lén, cũng như là nói nào ngay hồi trước là nó đi làm nói công ty điện tử gì đó. Yeah. Rồi cũng như là bên công ty đó thiếu hàng, tại vì nó là còn nhỏ tuổi quá rồi nó đi làm thời vụ thôi. Yeah. Chứ không có phải là công nhân chính thức. Rồi hết hàng người ta cho nó nghỉ. Yeah. Rồi nó thấy chắc cũng cha mẹ nó nghèo khổ gì đó, ý là muốn đi mần cho kiếm tiền thêm cho nhiều vậy đó. Yeah. Rồi nó mới nói với mẹ cha nó là đi làm ca đêm, nó xuống ca đêm. Ở nhà cứ nghĩ là nó đi làm ca đêm thôi chứ không ngờ là nó vô đó. Yeah. Tới cái đêm mà nó bị cháy đó, người ta điện cha nó là nó ở đó, cha nó mới biết thôi, nó không biết. Cha mẹ nó đâu biết. Vì là khi mà bị tá hỏa là bị cháy đó mới biết là Diễm bán đi phụ karaoke. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị cho em hỏi chị là sao với Diễm? Thím là thím út là ở nhà này nè. Ở nhà luôn á, ông nội ha. Dạ dạ đúng rồi, dâu của ông. Như là trước khi bị cháy gì Diễm có điện về nhà đặng thông báo gì không? Như không. Là cầu cứu gì không? Không, không có điện. Đứa con bé bên kia, con Kim Dung bên kia là trước khi bị cháy đó ha. Là điện thoại về nhà khoảng mười mấy giây là cầu cứu. Nói là lửa cháy mạnh quá, giờ thở không được rồi. Giờ là cứu đi. Như là điện về kêu là điện cho cô Tư á, cô Tư ơi cứu con, cô Tư ơi cứu con, là con bị cháy quán karaoke rồi, bị cháy rồi, là con thở không có được rồi, là chỉ điện cho được trong vòng mười mấy giây là mất cuộc điện thoại đó. Ừ. Là mất cuộc điện thoại luôn, là gớt luôn, gớt cái điện thoại xuống là xỉu luôn đó, là cuộc gọi định mệnh rồi đó. Cuộc gọi định mệnh đó. Ừ. Là xỉu luôn đó, là vì Tư nó mới điện lại là liên tục luôn, là điện tới 9 giờ tối luôn. Dạ. Là điện hoài không ai bắt máy, tức là chỉ có điện được mười mấy giây rồi. Vậy là nhỏ đó nó còn nhớ được, nó điện về nhà. Dạ. Còn Diễm thì nó không có điện được người nào hết. Dạ. Tại vì trong lúc mà người ta điện lại cho cha nó hay là nó bị cháy trong đó đó, rồi cha nó mới biết là nó ở trong đó thôi, chứ ngoài ra đâu có ai biết đâu. Dạ. Rồi cha nó đi lại là tìm không thấy nó, rồi cha nó còn cứ ngờ là nó không biết là có bị lầm hay không nữa đó. Thì con bé ở dưới kia nó điện về thì gia đình mới biết thôi, chứ thực sự, dạ, sự đi cũng là không có biết đi làm trong đó nữa. Dạ, thì nói chung mấy đứa này như kiểu dạng nó chắc nó cũng ham tiền nó làm thôi, chứ trong gia đình không ai biết nó đi cũng làm. Thực sự không phải là ham tiền gì, mà do thấy, là gia đình quá nhỏ, nghèo đi cũng muốn vô đó làm có một cái thu nhập gì đó. Dạ đúng rồi. Để mà thấy tiếp, nhà quan hoàn cảnh khổ mẹ, quá thì đó muốn làm cho có tiền nhiều là, cho phụ làm và mong được đổi đời. Dạ, đó là vậy. Như là muốn đi làm cho có tiền nhanh, đi làm công nhân thì không có được bao nhiêu lương. Dạ. Là nghĩ là như vậy. Tâm lý chung luôn á chị, nên giờ cũng không có chấp được. Dạ. Ừ. Chung cái gì mấy cũng qua rồi mình đâu thực sự không có trách được. Ừ. Là cái đó là do hoàn cảnh bắt buộc thôi, đẩy đưa thôi. Thì nói nào ngay đi, hồi Tết á nó có về, nó không chịu đi. Dạ. Nó về thì nó đi với mẹ cha nó là cũng 8 năm rồi. Mà dạ. Tết về hay là không chịu đi hả thím út? Về hồi Tết này về. Hồi đó giờ về là đi. Dạ. Hồi đó giờ về là đi, mà có hồi Tết thì về không biết sao, lý do làm sao nó thôi thím út qua cho con ở đây con đi làm với thím út. Dạ. Thế nói thôi mày đi làm ở đây với thím sao được. Dạ. Phải mà thím út nhận nó làm ở đây là đâu có chuyện gì rồi. Mình đâu có biết trước chừng nào biết được, bởi vì giờ mình cũng đằng ra tôi cũng hơi ân hận cái là thấy cháu nó nói vậy, mình đâu có nghĩ rằng là cháu nó muốn ở đây với mình đâu. Yeah. Số tới mà sao mà cãi được cái số cô ơi. Tại vì thường ngày kêu nó bận thắm rồi, nói thôi con ơi thắm ơi ở nhà thím thì nó nào con thấy thím cũng khổ, thím đâu có bảo bọc được đời sống của con đâu. Yeah. Con thì thương chứ giờ đâu có bằng cha mẹ con đâu. Dạ yeah, đúng rồi. Thôi bây giờ con đi chển con mần đi, ở chển có cha có mẹ có chị có em con chển. Yeah. Thím ở đây thì thím thương con với chú thương con thì thương thật sự chứ không bằng cha mẹ con đâu. Dạ. Yeah. Rồi nói với nó cái nó nói thôi con không đi đâu, con ở đây con mần với thím à. Rồi mình mới nói cắt nghĩa nó nghe thím đi mần thì 3-4 giờ sáng thím đi rồi. Tới 6-7 giờ tối thím mới về, con thức không nổi đâu.
mình thấy nó còn nhỏ tuổi. Đi bằng công ty thì 7-8 giờ mới đi. Còn đi bằng hải sản như tôi là 4 giờ đi rồi. Thức khuya. Dạ, 3 giờ rưỡi thức là 4 giờ đi. Bởi vì giờ nhớ lại con nó nói mình cũng hơi tuổi. Dạ. Tại bởi vì nhỏ con tôi nhớ lớn nó nói tại mẹ đuổi thằng Thấm nó mới đi chứ mẹ phải mẹ cho nó lại thì giờ nó đâu có chết. Dạ. Vậy là ở nhà tên Thấm hả? Ở nhà từ nhỏ tới lớn là kêu nó bằng Thấm không à. Dạ, trong giấy là tên Diễm. Trong giấy là tên Diễm. Dạ. Còn hồi nhỏ lớn là ở nhà là ở đây kêu bạn Thấm không mà không kêu. Yeah. Tại vì tên Diễm là tên trong giấy tờ thôi. Đúng rồi. Yeah. Đi làm thì phải theo giấy tờ. Dạ dạ đi. Ừ. Còn ở nhà tên Thấm. Yeah. Ở nhà đó giờ là kêu bạn Diễm không à. Vậy là 16 tuổi là đúng không cô? Dạ 16 tuổi. Đúng ha. Dạ. Nhưng mà định mệnh con gái cháu nó mới làm có mấy ngày. Dạ dạ. Có 3 ngày. Bởi vì tôi lớn là... giờ tôi cũng hơi ân hận là tôi bởi vì nhỏ con tôi nói mẹ phải mẹ đừng có cho nó đi, nó đòi ở lại, mẹ cho nó ở lại thì đâu đến nổi. Trời đâu biết được, mình nghĩ cái là nó ở với cha nó, mẹ với mẹ nó phải hơn vợ với mình rồi chú. Yeah. Thiếm đâu có bằng cha mẹ đâu. Ủa sao mà Út biết là bé làm mấy 3 ngày mà Út? Thằng anh đó, anh bà con đó nó điện. Yeah. Về nó nói bên quán người ta nói chứ đây tôi cũng không biết. Là thông tin của chỗ karaoke rồi. Bên quán người ta nói. Ừ. Ta nói là nó đi vô đó mà hình như là 3 đêm mà tới đêm thứ 4 là nó mất cái gì đó. Rồi em Diễm lên Bình Dương lâu chưa cô? Đi lâu rồi, nó đi 8 năm rồi, nó đi với cha mẹ hồi lúc nó đi. Dạ. Rồi nó mới có chắc hình như là mới có chưa được 10 tuổi quá. Tại vì. Dạ. Lúc đó nó mới có học lớp 2, nó chưa hết lớp 2 nữa là nó đi rồi đó. Dạ. Nghe nội nói á là Diễm ngoan dữ lắm. Ngoan lắm. Mà, ngoan, ngoan ha. Tết nhất về mẹ cha đi chơi đi chứ nó ở nhà nó phụ tôi, sáng ra là quét nhà, thím quét nhà thì cháu lau bàn lau chán. Yeah. Rồi tôi nấu cơm mà nó làm đồ ăn, nó làm ngay nó ngoan lắm. Như bé Diễm á là có bạn gì ở đây không cô? Không có bạn bè. Gì. À, nó đi lên quá, thành phố đi, lâu quá. Không có bạn bè, nó chỉ có duy nhất là nó với nhỏ con tôi đó là 2 đứa sống nhỏ lớn. Dạ cái đó bạn thân á, còn nó bạn trai á là ở đây có không? Bạn trai không có đâu. Dạ. Yeah. Nó nhỏ lớn đó, tại vì nó lớn lên là nó đi với cha mẹ nó rồi, nó không có bạn bè gì đâu. À, đi lên trển không biết có bạn không thì mình không rành. Yeah. Chứ nó đi đây hồi còn nhỏ, học mới có lớp 2, chưa hết lớp 2 nữa là nó đi. Học lớp 2 vậy là Diễm có đọc chữ được không chị? Được, nó học mới lớp 2 chứ nó giỏi lắm, nó học chữ giỏi lắm, yeah. Viết chữ cũng đẹp nữa. Nếu mà Sóc Trăng, nhưng mà bé Diễm là gốc người gì? Người Việt. À, người Việt mình ha. Không mà nét mặt thì thấy rõ ha. Tội nghiệp ghê. Ừ. Trời mới làm có 3 ngày ở đó đã mất. Nói nào ngay đi về lần nào đó. Con gắng bằng về con kiếm tiền về con cho chú Út với thím Út kéo điện đặng cho ông nội sáng sáng nhà sáng cửa đặng Tết con về đặng con tá túc. Cũng như là nói nào ngay nó đi về là nó ở đây nghi gia đình là ở đây, thành ra nó cũng mong muốn là cho gia đình tôi có điện đài đặng cho Tết nhất về đặng vui vẻ sáng sủa gì đó. Nói cái câu đó là cái tâm niệm của em đó, cái đó để em phấn đấu á, em gán. Dạ, em làm đó. Dạ thì đó, bởi vì nó về nó nói vậy. Nhà cô được bao nhiêu cháu cô? 2 đứa à, nhỏ lớn. Dạ. 20, nhỏ nhỏ nè. Dạ. Con 5 tuổi. Con 5 tuổi, con này là... Này người cô. À, thím dâu của. Dạ. Diễm. Dạ dạ dạ. Hay là thím của Diễm. Nhỏ này cũng gửi với ngoại đi học nè, mới rước về 2 bữa nay đó. Tôi đây không có điều kiện đưa rước đi học mà gửi. Dạ. Gửi ngoại không mà gửi cho dì tiếng gửi ngoại chứ, nhưng mà thật sự là dì nó đưa rước chứ bà ngoại nó năm nay cũng 8-9. Dạ. Tuổi rồi. Rồi con bé này là con ai? Con tôi á. À. 2 đứa nhỏ này là nhỏ nhỏ. Dạ, dạ. Nhỏ lớn. Tính là bé Diễm thì cái số nó vắng quá ha, mới 16 tuổi mà lại. Diễm nó là 19. Ừ, 19 là chôn phải không chị? Chôn hay không chị? Không biết, hồi nãy thì nghe cô mười của nó đi cũng như là đi rước. Đi coi. Nãy nghe nội nói á, 19 á. Dạ, đi rước thầy tụng gì đó. Dạ. Thì hồi nãy con có nghe cô mười nói là đi coi thầy rồi đó. Dạ. Thầy nói là 19. Dạ. 19. Rồi tối nay thứ mốt, tối nay á rồi mình chuyển áo quan của bé về bằng đường bộ hay là đường thủy? Từ cái đầu đường vô đây 500m á. Đầu đường vô đây là đẩy ghe, mấy ông đẩy ghe sẵn rồi đó. Để lên ghe đẩy. Để lên ghe rồi. Chèo trống rồi nọ thôi. 5-7 người gì lội đẩy chứ không trống nổi đâu. Lội xong rồi lội ruộng đẩy. Đúng rồi, tại cái này chiếc xuồng nó quá nhỏ. Nhỏ lắm. Bỏ cho nó lên đó người nhà đẩy lội với ruộng đẩy vô chứ không đâu có đem được đường bộ. Chứ không khiêng được. Đâu có khiêng được, tại vì cái đường mấy chú thấy cái đường đi nó nhỏ quá. Mà bây giờ là người ta sáng múc vậy dễ đi rồi đó. Lúc trước là nó
nó có nhỏ rồi, xíu, nó chập trình, nó khó đi lắm, người ta mới múc thuê của em vô cũng khó quá. Dạ, dạ. Tại vì mưa ở đây nó trơn trượt, mình đi đã khó chứ đừng có nói có hàng chút xíu à. Nếu mà xe đạp đi cũng được nữa, dễ trơn lắm. Ban đêm tôi đi làm là tôi do quần tôi lội ra ngoài, rồi ra ngoài ngồi rửa giò đi làm không. Đúng rồi, đúng rồi. Hình như hồi chiều nay là ở đây mưa không cô? Dạ, mưa nãy mưa cũng nhỏ đó. Hồi sớm giờ cũng cầu trời cho đừng mưa đi cho nó sạch sẽ một chút. Xanh quanh đây mưa cái dơ dữ lắm. Dạ. Cũng thấy cảm ơn cơ. Khổ quá, khổ luôn. Khổ. Ừ. Quan trọng quá trời tối luôn quý vị ơi. Hãy đăng ký kênh theo dõi những video nhất của Phong nhé.